Là quen mà mẹ còn cấm vậy sao cưới được. Ừ. Thế là em bày kế ra. Kế gì? Giả bộ có bầu. Thật sự là không có. Thế em mới về em nói thôi mẹ ơi, giờ con lỡ con có cốt nhục của anh ấy rồi. Cốt nhục. Giờ ba mẹ đừng có cấm cản nữa. Ba mẹ không phải chó tao. Rồi sao rồi? Rồi cái xong rồi thì cũng quỳ gối năn nỉ van xin lại lục các thứ đủ các kiểu. Dạ. 3 ngày. Còn ông này cũng chai mặt lên. Lại lên lại lục năn nỉ luôn. Van xin luôn. Thôi giờ thiệt là thảm quá hả? Dạ. Thầy già thảm lắm. Bao lâu rồi? Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Split Couple nha. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son rất vui mừng được sự đồng hành của bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Chào hai em. Hai em có thấy hồi hộp, có cảm thấy căng thẳng gì không? Dạ không. Chú rể có không? Dạ một chút à. Một chút đúng không? Thôi chút cho xíu thôi, tài chút cho chú rể. Cái một chút nó biến mất đi. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Em là Mai Bảo An, và 26 tuổi, hiện đang là kỹ thuật viên cơ khí. Còn em? Em là Nguyễn Ngọc Phương Linh, năm nay 25 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng công ty Nhật. Lần đầu tiên các em gặp nhau là ở đâu? Cách đây 6 năm là lúc đó là em theo bạn em qua bên trường đại học Public. Là lúc đó giờ em đang học bên đó. Cái em vào ngồi trước, cái đột nhiên cái em thấy một cô bé vào trễ. Cái em nói trời ơi, sao bé nào mà nó xinh mà nó bốc lửa như vậy, nên hấp dẫn quá. Lúc đó là em tính phóng qua, em xin làm quen rồi. Nhưng bị cản trở nên không qua được. Là lúc đó thầy đang dạy. Khi hết tiết thì không ai cản trở được nữa. Phóng qua liền. Phóng qua liền. Em rồi. Ngay số điện thoại và Yahoo liền luôn. Rồi. Cái ấn tượng đầu tiên về cái anh chàng mà anh phóng vô mình nữa là rất là vô duyên. Mê gái trắng trợn. Dạ. Bạn này gặp bạn này là gục ngã liền đúng không? Dạ, gặp là chết liền đi. Chết liền, trong khi bạn này ấn tượng đầu tiên là bạn vô duyên quá. Dạ. Quá vô duyên luôn. Tại vì em nhào vô em nói cũng sổ sàng lắm. Mà nói sao em có nhớ câu nói của anh không? Hết nhân lực khổng. Trời ơi. Nào là sao body em sexy thế? Đó tự nhiên nói làm ta mà ông vậy phải vô duyên. Cũng may mà chưa lột buốt bao quánh á. Nhưng mà mặc dù em ghét nhưng mà trong lòng không thấy. Em vẫn lúc người ta khen mình nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bao lâu thì các bạn yêu nhau? Dạ ngay tối đó luôn. Sao hơi sốc vậy đó? Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ em yêu anh trước luôn á. Ủa sao vậy? Ủa vậy? Em cái câu chuyện này nó ngộ nghĩnh. Dạ nó hấp dẫn. Ủa, nó sốc không à? Trưa đó là em xin số điện thoại. Thì xong là chiều đó về là cái đầu em chat. Cái đó em dò trúng đài bạn này là thích tiểu thuyết của Kim Dung rồi đó. Kiếm hiệp đâu. Bạn này mới thích Tiêu Phong. Cái thế là em diễn giải cho em một bụng Kim Dung luôn à. Thế là em Tiêu Phong dò trúng đài. Rồi bạn này tiêu luôn. Dạ. Rồi dính luôn. Kiểu tỏ tình không phải soái ca Hàn Quốc. Mà là kiểu tỏ tình theo kiểu kiếm hiệp, phu nhân, phu quân các thứ. Em nói là... thế là gục ngã lúc nào không. Em nói là nhớ cái câu nào mà khiến cổ ấn tượng. Dạ em nói là phu nhân này à. Vậy bây giờ nàng có thằng lòng làm nương tử của ta không đó hả? Đó đúng rồi. Rồi á, nương tử nói như thế nào vậy nha? Anh trả lời sao? Nói, dạ, thiếp bằng lòng đó mà. Ồ, tôi ghét mà. Rồi đêm đó là dính luôn. Dạ, đó tụi em quen nhau là sáng hôm sau là nắm tay. Là sáng hôm sau là em chạy lên nhà bạn này, em rước bạn này đi học. Thì bạn này chạy lên quận 2. Nhà em ở ngay chỗ nhà bè. Trời ơi. Dạ. Sao dưới vậy? Dạ. Thì đó 4 tháng trời là đeo dính vậy luôn á. Vậy đó hả? Dạ. 4 tháng. Rồi là 4 tháng sau là cưới luôn. Dạ không, lúc đó là em ngỏ lời cưới. Rồi xong rồi 2 tháng sau nữa là cưới, là quen 6 tháng. Là 6 tháng. 6 tháng là cưới. Dạ. Cưới này được coi như cũng mấy năm năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Cái lúc yêu thương nhau á, cái khó khăn trở ngại nhất là đoạn đường xa hay là còn cái gì trở ngại nữa không? Trời ơi quá trời luôn. Dạ. Ba mẹ em á cấm không có cho quen anh này. Tại vì nói là hả ngoại hình không có đẹp, rồi lại này nọ các thứ, sàn nhà xa đó, sợ mai mốt mà gỡ mà có thương quá rồi lấy rồi sao mà về thăm ba mẹ. Thế là không có cho quen, rồi cấm cản, rồi không có cho tiền em đi học luôn, rồi bắt là phải có người chở, rồi tịch thu điện thoại các thứ, rồi kiểm soát điện thoại đó, giờ không bao giờ quản lý mà tự nhiên giờ quản lý. Rồi làm sao các bạn vượt qua được những cái khó khăn đó? Cứ trốn vậy, xong rồi cái em mới nói là thôi vậy hai đứa mình lấy nhau đi. Để ba mẹ khỏi cản nữa. Rồi cũng đỡ phải đường xa nữa. Rồi cái bà này mới nói là giờ quen mà mẹ còn cấm vậy sao cưới được. Thế là em bày kế ra. Kế gì? Giả bộ có bầu. Thật sự là không có. Em mới về em nói thôi mẹ ơi giờ con lỡ con có cốt nhục của anh ấy rồi.
không có nhục. Dạ, nó xài đúng văn đó, văn của, đúng văn kim linh. Giờ thôi, giờ ba mẹ đừng có cấm cản nữa. Ba mẹ không phải chó tao. Rồi sao đó, rồi cuối cùng? Cái xong rồi thì cũng quỳ gối năn nỉ van xin lại lục các thứ đủ các kiểu ba ngày. Còn ông này cũng chai mặt lên lại lên luôn. Lại dạ, lục lên luôn, em xin luôn. Thôi giờ thiệt là thảm quá hả? Dạ. Thôi dạ, thảm lắm. Bao lâu rồi nhỉ? 3 ngày đó mà. Dạ, tại vì đó em mời ba mẹ em lên nói chuyện thì cũng nói qua rồi mới đồng ý. Bây giờ là ba mẹ em đã biết là tụi em gạt là có bầu em... hay là bữa nay mới biết? Chắc từ hôm nay sẽ biết đó. Bây giờ bữa nay là hết rồi đó buổi già. Hay à. Nhưng mà bây giờ cũng sao rồi. Rồi bây giờ thì sau khi mà ở với nhau rồi thì bây giờ là em có vỡ mộng gì? Trời ơi quá trời luôn. Trời ơi quá trời. Để em từ từ em liệt kê cho anh chị nghe. Cưới về nha, phát hiện ra là ngủ ngáy nè. Mà ngáy theo bài nhạc mà tấu luôn. Trời ơi, chính bè luôn đó. Bè luôn, có bè luôn, giờ có bè là thằng con em nó bè. Thằng con nghe luôn. Nhạc trưởng kia, nhạc phụ nhà. Rồi ha, không ngủ thì thôi mà ngủ một cái là ngủ như chết. Coi như trái nhà hay là động đất hay là sóng thần cũng không cần biết. Cái đó là ngủ ngon. Coi như là ngủ mà lăn mà diện tích mà 16m50 là cũng không có đủ cho ổng. Trời ơi, tả ghê quá. Đó, vậy á. Hình dung luôn rồi đó. Đó, mà ngủ mà nhiều khi nha, nửa đêm giật mình vậy thấy ông đè con luôn. Ngoài cái ngáy ra còn gì? Dạ có chứ. Ví dụ như ăn mà cái món gì mà thích á là ăn mà giống như là ăn xong là chết luôn á. Chứ không phải ăn xong để sống nữa. Ngon phải ăn chứ. Cái giờ món ăn ngon mà bây giờ mình ăn là mình sẽ phải đã ói ra luôn. Đó cũng vậy như vậy cho nên là bây giờ cái người mới mập như vậy. Ngày xưa em là rất là như cân body xưa rất là đẹp chứ bộ. Mà tại vì từ hồi mà lấy vợ xong rồi đó, cái vợ có em bé phải mua đồ cho vợ ăn bồi bổ mà. Thế là em dư thì em ăn phụ chứ bỏ uổng. Đúng rồi. Thế là vợ bao nhiêu ký thì em bấy nhiêu thôi. Dạ, cái chuyện mặt mà... nó có ảnh hưởng đến một số cái. Có chứ, ảnh hưởng nhiều quá trời luôn, dạ, mất hứng. Ai mất hứng, chồng mất hứng hay vợ mất hứng? Em mất hứng. Rồi giờ tới em đi. Dạ. Mà xã em chắc đâu có tính xấu gì đúng không? Dạ. Xấu nhiều lắm chứ. Nghi ngờ, hoang tưởng ghê lắm. Ví dụ em đi làm mà về trễ thì nghĩ em đi đâu đó đi luôn rồi không muốn về á. Giống như em nói là 9 giờ về nha, mà 9 giờ 1 phút về là em nói 1 phút đó ghé qua hôn con nào cái mới về đúng không? Mà em có tin chắc chắn luôn cái điều đó không hay là cái đó em muốn giỡn chơi với chồng thôi? Em biết là không có đâu mà giống như em thích vậy đúng không? Thích áp lực vậy đó. Giống như thích hỏi ông chồng con trả lời sao đó. Dạ. Kiểu như vậy. Kiểu mà thích áp đặt đồ á. Vợ em có phải là người nóng tính không? Trời ơi, vợ em nóng tính dạ ghê hồn luôn á chứ. Ra đường người ta chạy lạng á, tự nhiên quay qua chửi người ta, sưng si chửi người ta luôn. Nói trời ơi, mà có lạng chúng mình đâu, chúng người khác cũng chửi luôn. Nói chạy có nào bị người ta chửi lại không? Chửi có bị người ta chửi lại chứ. Không, vậy là nghĩa hiệp mà. Dạ, đúng rồi. Mình ra ngoài đường mình nói chuyện bất bình là ta tay tương trợ chứ đúng không? Ảnh hưởng kiếm hiệp đó. Dạ, đúng rồi. Tốt, đó tốt. Trong lúc cãi lộn vợ em có khi nào mà vừa động khẩu mà vừa động thủ luôn? Trời ơi, hoài luôn anh. Tại vì em toàn im không à, cho nó im. Cái thì em không trả lời quốc em luôn. Vậy hả? Xài kiếm hay em xài cây? Em võ công đầy mình mà. Xài kiếm hay xài cây? Củ quăng bạch cốt chảo. Củ quăng bạch cốt chảo, dán lòng thầm bắt trưởng gì là quăng hết. Trời ơi. Đúng riết người đầy thẹo tại bữa nay là vậy á. Chứ bữa nào mà tập gym mà thấy mở ra là người đầy thẹo. Là làm gì? Quạo hả? Dạ thì củ quăng bạch cốt chảo là cứ... Wow. Nhất nhất dương chỉ chọt chọt chọt. Trời ơi, thấy ghê quá. Thương em quá. Cắn em luôn mà. Đúng là 13 bến nước. Thôi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Lớn chút xíu, bớt trẻ con một chút, chững chạc một xíu. Ủa em đâu có trẻ con đâu, em tiểu thư mà. Ừ, đó là bớt rồi. Đó là bớt tiểu thư một xíu. Lớn chút xíu. Em tiểu thư mà em đâu có trẻ con đâu. Tiểu thư là. Dạ. Có gì nữa? Có gì? Như đó là em nghĩ là gia đình đủ hạnh phúc rồi. Còn có tiểu thư. Phải giảm cân thì chuyện vợ chồng nó mới tốt, mà chuyện vợ chồng nó mới tốt thì là nó mới làm cho cái cuộc sống hôn nhân nó mới tốt. Đúng không? Đó, thứ nhất là phải giảm cân. Giảm cân. Thứ hai á, đàn ông một chút xíu, bản lĩnh chút xíu. Kiểu như là đừng gì cũng nghe lời vợ, gì cũng hỏi vợ hết trơn, tự mình quyết định. Ừ, em làm nghề gì chị quên rồi? Em là kỹ thuật viên cơ khí. Kỹ thuật viên cơ khí. Dạ, em làm cho công ty của Nhật, nhưng mà sắp tới thì em đi Nhật làm. Ồ, bao lâu? Dạ chắc khoảng 1-2 tháng nữa em đi. Nhưng mà em có đi với chồng không? Dạ không, 1 năm nữa em mới đi. Như vậy là sắp tới là cô tiểu thư này sẽ phải xa chồng. Dạ, bay qua đúng được. Rồi. Vậy thì trước khi em lên đường sang Nhật, em có muốn nói gì với vợ em không?
là em phải mượn cái chương trình này nè để mà em nhắn rồi. Vợ để ví dụ như em có đi qua bển á, cái vợ em có nhớ lên YouTube mở ra xem cái nghe lại chồng nhắn mình cái gì đó. Dạ thì em cũng nói chung là anh cũng mượn chương trình Vợ Chồng Son này, anh cũng muốn nói với vợ là bao nhiêu năm qua là vợ cũng đã cực khổ và sống không có giàu sang với anh rồi. Thì anh hứa anh sẽ cố gắng mang cho vợ một cuộc sống như tiểu thư như thời mà ba mẹ vợ đã làm ra cho vợ. Đó, lại lót đường. Có dặn vợ ở nhà chăm sóc con như thế nào không? Dặn luôn, tranh thủ dặn. Đứng lên nói đi. Mình hứa thì bây giờ mình phải muốn vợ mình có trách nhiệm như nào với con em mình. Em muốn kế bên vợ em nói cho vợ. Ôm cũng được, muốn làm thì cứ làm. Vợ ở nhà cố gắng chăm con, mọi thứ đằng sau là có anh hết. Em thì em cũng hứa với anh là em bớt tiểu thư đi, em sẽ chững chạc lên, em sẽ là dâu thảo, mẹ tốt, vợ hiền, để anh yên tâm anh xây dựng hạnh phúc cho hai đứa mình. Ai da, một cái chục. Ai da, thiệt tình. Bây giờ lão bà muốn chúc hai đứa hả? Trăm năm hạnh phúc hả? Dạ. À, rồi mau đoàn tụ hả? Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật kêu để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thế Hiếu, năm nay em 24 tuổi, em đang làm phiên dịch viên tiếng Nhật. Rồi còn em? Dạ em là Tấn Phát, em 26, đang kinh doanh ạ. Phát với Hiếu như vậy một bên kinh doanh bên phiên dịch. Vậy thì cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Dạ tụi em học chung trường cấp 3 với nhau ạ, nên biết nhau học ở quê. Lúc đó em học lớp 11, còn ảnh học lớp 12, thì em là chủ động cầm cưa, em thần tượng ảnh. Sau đó thì em mới viết thư, em tán ảnh. À, viết lá thứ nhất thì ảnh không trả lời, thì sau đó em mới viết lá thứ hai, ảnh không đồng ý. Thế là em thất vọng, em xé lá thư và sau đó em không viết nữa. Nhưng mà em vẫn tiếp cận ảnh. Hàng ngày em có hai con đường đi học, nhưng lúc nào em cũng chọn đường xa hơn để hàng ngày để được đi qua nhà ảnh, để được nhìn ảnh. Nhưng mà ảnh không biết em ai luôn. Lý do gì mà em lại thần tượng bạn như vậy? Không hiểu. Ảnh hát rất là hay, ảnh học cũng rất là giỏi. Mọi người có muốn nghe anh hát không? Chính xác luôn em. Chứng minh liền nha. Em hát một chút xíu thôi. Xíu thôi. Cảm ơn các vị. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt cứ đi kiếm tìm nhau. Rồi kiếm tìm đó. Đúng rồi, kiếm tìm. Rồi bao lâu thì em mới tiếp cận được cái người em yêu? Mãi đến mấy năm sau luôn ạ. Em đi học Hà Nội, ảnh học Sài Gòn. Sau đó là em vẫn xin cái số điện thoại của ông bạn hồi đưa thư với em. Là xin lại số điện thoại, ảnh nhắn tin gọi điện mãi luôn. Rồi chỉ được có 2 tháng sau đó cũng cắt luôn, tới 2 năm trời. Rồi lúc em học năm 3, ảnh học năm 4 thì về quê hai đứa mới gặp lần đầu tiên. Lúc mà lần đầu tiên em thấy mặt vợ em á, cảm xúc em sao? Lúc mà em gặp vợ em lần đầu tiên ấy, cái nàng người đâu mà đẹp dữ vậy. Em bất ngờ luôn. Hồi đấy là nàng mặc cái váy trắng mà nhìn tinh khôi lắm, da trắng, môi hồng, rồi đặc biệt là cái nụ cười á, cười nhẹ thôi, nhưng mà lúc đó là em chưa bao giờ gặp một người nào đẹp như vậy cả. Ủa nhưng mà lúc đó là đâu có biết cô này 7 năm cưa cẩm em đúng không? Dạ biết chứ. Trong lúc mà em gần về Tết ấy, thì em lục cái danh bạ ấy, thì em muốn xóa những cái số cho kết thúc năm cũ đi. Thì tự nhiên thấy cái số của hồi đó em ghi là bé Hiếu, em mới điện thử nhá máy thử thôi, xem nếu mà không có liên lạc được thì em xóa luôn. Nhưng mà liên lạc tự nhiên bắt máy, tự nhiên thấy run. Cảm xúc lúc đó để nhường cho vợ em chứ. Rồi sao Hiếu? Lúc đó dạ, em sung sướng, em vỡ hòa, giống như một cơ hội mà em hiểu tượng trời sao rơi xuống vào đúng vào em. Dạ. Ừ, có nghĩa là bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Sau đó đêm giao thừa em vẫn quyết định tỏ tình thêm một lần nữa. Wow. Em nói là sang năm mới em hy vọng có một điều mới, em sẽ là người yêu của anh. Nhưng mà anh vẫn từ chối. Cái xong quyết định là em dừng lại, em không tán tỉnh, không liên lạc gì nữa. Mấy ngày sau anh chủ động liên lạc với em. Nghĩ là nếu mà mình mất đi cái cơ hội tìm hiểu cô này á, thực sự là quá phí đi. Mình sẽ ân hận đây. Lại nghĩ lại trong người mình chẳng có cái gì hết. Vừa không có điều kiện, vừa không có
tiền bạc cái này kia, mà lúc đó là em sợ lắm luôn, nhưng mà thôi kệ, mình thử tiếp cận cô thử xem, tìm hiểu thì xem. Rồi sau đó là vẫn là kẻ bắt người nam. Mới tỏ tình sau 3 ngày thì ảnh vô Sài Gòn, em ra Hà Nội, nước mắt đầm đìa luôn. Xong rồi ra đó hai đứa yêu xa mất năm trời. Có nghĩa là sau một năm thôi đúng không? Tụi em gặp nhau đâu? Tụi em gặp nhau đó. Ảnh tốt nghiệp xong ảnh ra luôn Hà Nội. Ra Hà Nội luôn. Ra Hà Nội luôn. Ra Hà Nội với em luôn. Mà hai đứa ở chung nhau? Dạ có. Là có nghĩa là sống thử đó phải không tụi em? Nói chưa? Tụi em sống với nhau 2 năm. Cái giai đoạn mà các bạn sống thử với nhau như vậy thì có khó khăn gì không? Là cả cái thời gian mà đấy, nói chung là vấn đề tiền bạc là vấn đề lớn nhất của vợ chồng em. Cảm giác rất khó, rất khó để hòa nhập với cái môi trường miền Bắc, mà đặc biệt ở Hà Nội nữa. Chi phí thì cao, lại khó xin việc. Thời điểm đấy là vợ chồng em 2-3 tháng đầu là sống trong cái cảm xúc là yêu đương như vỡ hòa đấy, nhưng mà sau đó thì lại cũng nhau gánh cái lo rất là lớn. Vậy thì bây giờ tụi em vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó như thế nào để làm sao để cải thiện? Có buôn bán cái gì thêm? Sau một thời gian thì ảnh làm kinh doanh tự do tại nhà, nên là nó bắt đầu bây giờ ổn định. Em ra thì em đi xin việc ấy, thì lương thấp rồi mà không đủ tiền chi phí xe cộ đi lại, thì em mới nghĩ làm thời gian. Hồi đấy ngoài Bắc á, là nó có cái phong trào bán trà chanh, trà đá rất là nổi luôn. Ngay thời điểm đó. Dạ, đúng rồi. Em thì em thấy, ủa sao thấy người ta làm nhiều thế, mình thử làm thử xem. Nó bán thử với một đứa em, thì hai anh em bán thì cũng được. Những cái giới mà giới kiểu đi chơi, buổi tối cái này kia là bắt đầu người ta hay tán tỉnh. Lúc đó là vợ em cũng có phụ với em. Lúc đó là vợ em bán, vợ sinh rồi bán trà chanh là đúng luôn đó. Nhưng mà em thì em thấy cái cảm giác khó chịu quá. Đúng. Ý là ghen gì, nói thẳng là ghen. Khó chịu gì nữa. Chắc ông này cũng ghen quá cho nên dẹp tiệm. Dạ, đúng rồi. Ghen rất nhiều cho anh. Tại vì những người ở ngoài Bắc mà đặc biệt Hà Nội, con trai nói chuyện rất ngọt vậy ạ. Ngọt lắm. Tán sao mà chịu không nổi vậy? Em làm lâu chưa? Rồi em có bạn trai chưa? Nên là thôi em kêu thôi thà mất tiền hơn mất vợ. Bán xe cà chanh em dẹp bỏ hết, dẹp luôn. Chị hỏi vợ nè, cái thời điểm đó mấy cái người mà tán tỉnh em á, có nhiều đại gia không? Nhiều con nhà giàu không? Dạ có. Ủa, chị nhà giàu nhiều lắm. Mà có đẹp trai không? Dạ có đẹp trai. Phong độ. Dạ. Lý do gì mà em không lạc lòng vậy? Tại vì em thương ảnh lắm. Cảm giác không thương được người khác, cảm thấy ai cũng không bằng ảnh. Vậy là cái tình yêu đó tới bây giờ sau khi cưới vẫn còn giữ được không? Dạ lại nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa, quá tuyệt vời. Tình yêu bình vững. Bình vững. Còn em sao? Em có vậy không? Dạ có chứ. Vậy là bây giờ tụi em lấy nhau đâu còn gì mà vỡ mộng, gọi là vỡ mộng về nhau đúng không? Không có gì. Sao chất quốc vậy trời? Thôi vậy vẫn phải là đại hội vạch mặt thôi. Mà cuối cùng là có. Thôi vẫn phải theo quy trình thôi. Kể luôn. Bây giờ ưu tiên cho em đó hot girl. Anh nóng tính. Mà lúc anh nóng tính lên để nói rất nhiều câu không suy nghĩ. Nói em không có não không biết suy nghĩ rồi nói em không có tư cách làm vợ, rồi nói những cái lời rất là nặng nề, nó đụng chạm em cảm thấy tổn thương rất là nhiều. Lúc yêu anh nóng tính vậy không? Dạ lúc yêu anh cũng rất là nóng tính. Vậy hả? Có nghĩa là em đã biết là anh nóng tính rồi. Em cũng biết. Nhưng mà khi mà lấy nhau rồi thì có những cái từ ngữ mà nó hơi tổn thương mình đúng không? Đúng rồi. Đó là cái vỡ mộng đầu tiên. Dạ. Còn cái gì nữa? Anh cọc cằn và anh không lãng mạn nữa. Trước kia anh yêu thì anh tự tay làm quà cho em, anh còn tặng cho em cái đồ bất ngờ, nhưng mà đến bây giờ anh không bao giờ làm một điều gì lãng mạn cho em, không bao giờ dành cái gì bất ngờ cho em, không bao giờ chủ động để hâm nóng tình cảm. Hồi đó là tự làm, nhưng bây giờ là không tự làm nhưng mà có đi mua về để tặng không? Ví dụ em nói em cần gì anh mua cho em, còn không bao giờ. Còn không có đón ý. Hai cái vỡ mộng rồi, còn vỡ mộng gì nữa không? Cái ngày kỷ niệm ngày cưới ảnh cũng không có làm gì đặc biệt. Sinh nhật em thì ảnh chỉ theo quy trình là em muốn ăn cái gì đi mua gì rồi dẫn em đi. Nói chung em không cảm nhận được cái gì từ ảnh trong những ngày lễ hết. Dạ nhiều ạ. Rồi còn em thì là để cho em phân trần một chút xíu, là thực ra em không phải là người sống thiếu tình cảm như vậy. Càng ngày em lại càng trở nên thực dụng hơn. Nó xuất phát từ cái quá khứ 2 năm ở Hà Nội, 5 tháng ở Hải Phòng. Nói chung là cái cuộc sống nó khó khăn quá, nên em mới nhận thấy là tiền bạc nó lúc đó là nó cần thiết quá. Nó làm cho hai vợ chồng điêu đứng và trở nên sáo rỗng, nếu như mà không có cái gì để lo cho cuộc sống. Lúc mà em lập nghiệp, em bắt đầu mà hai vợ chồng đến với nhau xong rồi tiếp tục cuộc hành trình kiếm tiền rồi lo cho gia đình ấy, thì
nó giống như kiểu là em không muốn cái ngày đó nó lại quay về nữa. Cái ngày khó khăn đó lại quay về nữa, là em phải gồng mình lên. Và nếu như em không làm, em không cố gắng, em không lo kiếm tiền thì thực sự là em cũng không lo được cho vợ con em, tức là hết. Em rất là thích là vợ em mặc cái gì đẹp, hoặc là thích vợ em cười. Nhưng mà em không thể hiện được cái cảm xúc, cái tình cảm như xưa nữa thôi. Nhưng mà trong lòng em nó vẫn còn vẫn như là vậy. Như vậy. Dạ. Có con hơi chưa? Dạ em có rồi. Em bé mấy tuổi? Dạ 8 tháng. Ồ 8 tháng rồi. Nãy giờ là chồng em tâm sự là tâm sự với em đó, để cho em hiểu đó. Rồi bây giờ ngược lại thì em có thất vọng về vợ mình không? Thực ra đến giờ này thì em vẫn tin tưởng là vợ em là một người phụ nữ và là đặc biệt nhất mà em từng gặp, vừa hài hước vừa xinh đẹp và tài giỏi nữa. Nhưng mà có một cái cũng chắc là tính tình rất là nóng. Vợ cũng nóng tính luôn. Nóng tính và rất là cầu toàn. Nhưng mà những lần cãi nhau là em làm cho vợ em buồn á, là bởi vì cãi nhau xong hai đứa cùng nóng tính thì vợ em không có cho em đi ra ngoài, chỉ có cứ kêu lại cho bằng được để nói cho hết ý. Và lúc đó em là đang bực mình nữa, vợ em đang bực mình nữa, hai vợ chồng kiểu gì cũng sẽ làm tổn thương nhau. Dạ. Nhưng mà chị muốn hỏi nè, tại sao em lại nói vợ em không đủ tư cách để làm vợ? Bởi vì nóng tính quá nên là những lúc mà dùng từ ngữ nó không được chuẩn xác lắm. Cảm giác lúc đó của em là tập trung lo kiếm tiền mà bà quên mất bà xã em á, thì còn bà xã em thì lại ngược lại là để mong muốn là chồng phải yêu chiều hơn một chút, phải tình cảm tức là vì cái điều đó thôi mà em nghĩ là vợ em không đủ tư cách làm vợ, tức là không thông cảm cho em. Rồi còn em thì sao? Lúc em nghe câu đó thì cái cảm xúc em sao? Tức điên lên luôn. Em không nghĩ là anh nói em nặng nề đến như vậy luôn. Em khóc rất là nhiều, em cảm thấy tổn thương, mà cảm thấy mình vô giá trị, em tự ti về bản thân mình luôn, cảm thấy mình quá tệ hại luôn. Em mất định hướng luôn. Dạ, giờ em biết phải làm sao để em được nói lại một câu là em đúng là vợ anh. Dạ đúng rồi, em đúng y luôn vậy. Bây giờ cái không khí trong gia đình là như thế nào rồi? Dạ, cả hai bên cùng cố gắng để dung hòa với nhau. Dạ, nhưng mà đôi lúc vẫn cứ vậy, tại vì bản chất là dường như không thay đổi luôn. Tức là cái cảm giác em đã lấy lại được tự tin trong mắt chồng em là em đã đủ khả năng để làm một người vợ chưa? Cũng chưa có lấy lại sự tự tin, tại cái câu nó tổn thương em nhiều quá. Dì hỏi nè, đã bao giờ vợ em nói một cái câu mà tương tự như là em nói với vợ để em bị tổn thương chưa? Dạ chưa, vợ em thì nói chuyện từ tốn, nóng nhưng mà nóng kiểm soát. Đến giờ thì vẫn chưa bao giờ nó chưa bao giờ em bị một cảm giác bị tổn thương như vậy, đúng không? Như dạ. Tương tự như vợ em đúng không? Có nghĩa là câu chuyện của tụi em nó đang ở về một phía, thì em đã hiểu được cái tâm sự của chồng em lúc nãy không? Dạ. Có nghĩa là từ trong sâu thẳm là chồng em vẫn bất di bất dịch với cái cảm xúc mà từ lúc yêu nhau vẫn lãng mạn, vẫn yêu thương vợ như vậy. Chỉ có điều là bây giờ anh ấy muốn tranh thủ thời gian để mà chăm lo cái cuộc sống cho mẹ con em được nhiều hơn nữa. Thì cái vấn đề mấu chốt của tụi em ở đây là như vậy, do là vợ quá thần tượng chồng và mong là cái hình ảnh đó, cái hình ảnh soái ca trong lòng á không thay đổi. Thế nhưng mà cái soái ca của mình trong cái thời buổi cơ chế thị trường trong cuộc sống nó quá khó khăn. Đúng vậy. Nó có đôi chút bị phai đi một chút. Đó, nhưng mà em vẫn muốn cái điều đó nó phải lặp lại. Chính vì vậy mà đôi lúc em cảm thấy em tức quá. Tức quá nó thành cái nóng giận, đúng không? Để muốn chồng hiểu là như vậy. Còn chồng á, thì bây giờ vì cái cuộc sống nó khó khăn quá mà cái điều chồng muốn là ngoài cái lãng mạn về tình cảm ra thì về vật chất, về tiền bạc là chồng muốn cho mẹ con tụi em là phải đầy đủ như người ta. Chính vì vậy mà cái cơ máu gạo tiền nó thui chột đi cái cảm xúc lãng mạn mà anh ấy là vốn có. Cái điều này nó dễ xử lắm mà, đúng không? Thứ nhất là em phải cho chồng em bớt màu đi một chút xíu, chấp nhận cái điều đó. Cái thứ hai là những điều em muốn em cứ nói với chồng, em đừng để chồng đoán ý nữa, bởi vì nhiều thứ để lo nghĩ quá rồi, sợ nhiều khi quên đoán ý không nổi ha. Thì em chia sẻ đi, chỉ khi nào mình tâm sự mình nói mà ảnh quên đi, ảnh bỏ qua cái đó đi thì lúc đó là mình buồn. Còn về phía chồng á, vẫn có thể làm được cái điều như trước kia thì điều đó là quá tuyệt vời đối với gia đình em. Tại vì em biết vợ em tới bây giờ vẫn thần tượng em như ngày xưa, vẫn yêu em như vậy, thì đó là một cái tình cảm mà đúng như em nói đó, là một người phụ nữ đặc biệt nhất mà em đã từng gặp, hoàn hảo nhất mà em đã từng gặp. Thì em đừng nó để mất cái hoàn hảo đó, tại vì nói chứ tức nước vỡ bờ, một lúc nào đó mà vợ em mất đi cái đó là em thiệt ha. Đẹp quá ha.
Cho nên anh thanh mai trúc mã, chồng đẹp anh, vợ cũng đẹp luôn. Riêng anh thì anh chỉ có khuyên em một điều là mình giảm được cái từ ngữ đó, và thậm chí nếu được bỏ luôn, đó là một điều mà đáng quý vô cùng. Thôi nhân đây thì có lời gì nói với vợ không? Thực ra là những lúc nóng thì bản tính đàn ông thì khi mà đã nóng rồi là đôi khi câu chữ nó không còn kiểm soát được. Khi nghe anh Quốc Thuận nói với lại chị Hồng Vân nói thì em nghĩ là phải, em chịu đựng rất là nhiều. Đúng rồi, tại vì cái tổn thương nó dễ sợ lắm em. Anh nghĩ là em nên hành động. Rồi. Và tôi nghĩ rằng là cái hành động này nó sẽ thay cho cái lời nói mà của anh chồng này muốn gửi gắm cho cô vợ, và mong rằng những cái từ ngữ nó sẽ không bao giờ xảy ra trong cái gia đình tuyệt vời như thế này nữa nhá. Cứ nói đi em, mình cứ cho nó trào ra không vấn đề. Thứ nhất là về chuyện tình cảm vợ chồng em thì em đang cố gắng từng ngày, chắc chắn là trong tương lai sẽ khác bây giờ thôi. Thông qua chương trình này thì em cũng muốn gửi đến tất cả những người bạn của em trong suốt thời gian qua đã tin tưởng, ủng hộ và đồng viên em. Vợ chồng em rất là quý trọng những điều đó và chắc chắn em sẽ không bao giờ quên. Đó, chắc chắn các đó. Người bạn của em khi theo dõi chương trình họ cũng đã nghe được cái tâm sự của vợ chồng em. Và chương trình cũng gọi là rất cảm ơn vợ chồng em, cũng như là chúc vợ chồng em cứ như thế này mãi đến lúc mà răng long đầu bạc. Coi thuộc cái bài của Tuấn Hưng ha, nắm tay anh thật chặt. Và nhớ nha, cứ mỗi lần mà có xung đột xảy ra hãy nhớ cái khoảnh khắc mà các bạn ôm chầm lấy nhau, và những cái giọt nước mắt hạnh phúc của bạn đang rơi trên má của bạn thì chắc chắn không có gì nó sẽ làm tổn thương đến cho cái hạnh phúc của gia đình bạn. Rồi, một tràng vỗ tay chúc phúc. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ thì xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Thuận Nguyên, năm nay em 23 tuổi, hiện là nhân viên kế toán ạ. Em tên là Thanh Phương, năm nay em 21 tuổi, hiện là nhân viên của phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm gì cứ? Dạ, về bên hóa phân tích. Trẻ quá, một đứa 23, đứa 21, lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, con lấy được 1 năm. Bây giờ mình thống nhất nhau, mình đừng xưng bằng con nó kỳ lắm. Mặc con, dù là có thể con được rồi đó. Con nữa, nhưng mà đừng xưng con tao biết tôi già. Rồi, bây giờ cái mối tình của hai em diễn ra như thế nào? Một lần là do em là lên Facebook vợ em, cái em thấy hình nó thì rất là dễ thương. Mà sau lại nói chuyện chảnh quá, em thấy vậy em mới kết bạn. Qua vài lần nói chuyện á thì thấy vợ rất là dễ thương nói chuyện. Vậy hả? Dạ. Rồi tiếp tục. Xong rồi em mới rủ ảnh lên trên Mỹ Tho học chung với em. Xong rồi không ngờ 2 tuần đó ảnh lên ảnh nhập học thật. Lúc mà nhập học á thì em không có nhận ra ảnh, tại vì ở trên Facebook á là ảnh rất là đẹp trai, mặt thì láng. Như Hàn Quốc á, gặp ảnh thì ảnh rất là xấu, mặt thì mụn, da thì đen nữa, mà còn ớn nữa. Chắc là cái avatar đó cả 8-9 con chuột. Em thì nhìn ra, nhưng mà vợ em thì nhìn không ra em, thì không giống như trên hình lắm. Cũng lúc trên hình đó thì là còn hơi là mi nhon, nhưng mà khi nhìn trên hình thì là hơi tròn. Vậy rồi sắp lại sao? Dạ, xong rồi ảnh ngồi trước mặt con á, xong rồi ảnh cao quá, xong rồi con mới quay qua con nói với nhỏ bạn, cái bạn kêu tao nhìn mặt hàng này nó dâm dâm. Xong rồi hai đứa con mới chuyển đi chỗ khác ngồi. Cái ảnh mới về mới nhắn tin Facebook cho con là anh vô anh nhập học vậy đó mà em không có biết. Cuối tuần mới hẹn đi uống trà sữa, và vô thì gọi nước gọi trái cây, anh ăn nhiều lắm, ăn nhiệt tình luôn. Trả tiền thì anh không trả. Không trả tiền, trời ơi, em trả à? Dạ, lúc rồi con trả. Là do lúc đó đóng một phí này nọ thì không còn nhiều, chỉ đủ chi trả cho vợ thôi, nên chỉ vụ rủ vợ thôi. Còn vợ thì rủ thêm 2 bạn nữa, chi phí không đủ cho nên em không trả luôn. Rồi bên nào tỏ tình với bên nào trước? Dạ là em tỏ tình trước là ba bà làm người yêu của tôi nha. Em trả lời sao? Trả lời có một chữ là Cùng hai đứa quen nhau thì là tình yêu có trơn tru không? Hay là có chia tay lần nào không? Dạ
nó màu hồng hình màu đen, chia tay một nùi lận. Trời ơi, chia tay một nùi là nhiêu trời? Đâu đâu kể một lần cái chia tay mà ấn tượng cho anh nghe đi. Hôm đó thì bạn con ngồi ở đằng trước á, mới kêu là mới thấy Nguyên nó cõng con bé Cương lớp T lên trên cầu thang. Con trời, anh đi học tin học về con chặn trước cửa kiến trúc xá lại con nói chuyện. Tức là chứ em gái nuôi thôi, bị té trật chân nên phải cõng về. Cõng giùm đúng không? Dạ, cõng giùm lên cầu thang, nhưng mà vợ mới hỏi mình giải thích nhiều nhưng mà không chịu nghe. Giận quá rồi đòi chia tay luôn. Chia tay trong bao lâu? Con chia tay xong rồi cái anh về anh nhắn tin cho con vậy nè. Này cô kia, chia tay thì đòi quà. Tặng người ta nhiều không mà đòi gì nhiều không? Tặng mấy thứ vớ vẩn như là mền, gói rồi hai con gấu bông vậy thôi. Còn cuối cùng có trả không? Dạ có, trả hết luôn. Trả hết luôn. Dạ trả hết luôn. Rồi nhận luôn rồi cũng lấy luôn. Dạ. Lấy luôn hả? Thôi đúng lạnh nít ha. Cứ nghĩ là chia tay thì đòi lại hết đi. Cái xong rồi phải chừng 5 giờ sáng là xách một mền chiếu gối với hai gấu đi mà bả là trả cho chưa cho vợ để xin lỗi à. Có đồng ý rồi. Không? Em có đồng ý liền không? Dạ lúc đó con đồng ý quay lại nhưng mà phải qua phòng con là dọn dẹp phòng rồi đóng tiền học phí nha con. Rồi nó nói nghe nè, hai đứa mà làm đám cưới sớm vậy rồi ba mẹ có ưng không? Dạ lúc đầu mẹ con thì không có chịu, mẹ con phản đối ghê lắm. Anh ngồi ở đâu là mẹ con lấy chổi quét đấy đó. Vậy hả? Xong rồi anh gấp cái gì ăn mẹ cũng không gấp nữa hết á. Coi như mẹ ngưng đó. Có thái độ. Mẹ rất là khó chịu với anh. Xong rồi anh mới gọi điện thoại lên năn nỉ chị hai của con, nói là nếu như mà chị hai không giúp á thì anh ra anh nhảy cầu rạch miễu cho chị hai vừa lòng. Tự giận rồi tự giận. Anh nhắn cho con tin nhắn là nếu như mà có còn thương á thì thắp cho cây nhang là cũng vui rồi. Thôi đó coi gì. Nhưng mà cái đó là em dọa hay là em? Một phần là dọa nhưng mà nếu không có thì là chắc sẽ là thiệt luôn. Đôi không có là thiệt luôn hả? Rồi dạ. Ba mới kêu là thôi cưới cho quách đi chứ. Cái kiểu này ương ương vợ vợ có mà chết. Đúng rồi, phải cưới thôi chứ tình yêu mấy đứa này nó bạo lực quá mà. Mệt mỏi quá em. Rồi bây giờ anh hỏi nè, cái tuổi này cưới nhau như vậy là còn vui lắm mà. Trẻ vui lắm không? Về có giật đồ hàng nhau không? Dành ăn nè, rồi dành mền nè, rồi dành chỗ ngủ nữa. Dạ có. Ương là đứa nào thắng? Dạ con thắng chắc đó. Luôn đó, tôi nhìn cái hình nền là tôi biết ai thắng rồi. Vậy thì bây giờ mình khui cái tật xấu đi. Đại hội giặt mặt đúng không? Khui giặt mặt. Anh ấy, ảnh có tính xấu không? Chồng em thì rất là nhiều tính xấu luôn. Có thể chửi em, có thể rầy em, nhay em trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ cũng vẫn còn nhay. Lèm bèm ha, lèm bèm dạ, như là... Cứ nói là em không được như thế này, em không được như thế kia, em không được ăn dụng nhiều quá. Trời ăn dụng chứ hả? Lòi ra lòi để từ từ. Con nít nó vậy đó, giấu đầu hở đuôi vậy đó. Nói ta mà tự lòi mình ra. Rồi tiếp luôn. Dạ rồi. Xong rồi em đi làm về là em phải tắm liền, em không được cầm điện thoại, rồi em không được chơi game, đủ thứ gì cũng em không được. Về tới là không bao giờ mà tắm liền đâu. Em đã nói rất là nhiều lần rồi, nói hoài luôn mà vẫn không chịu đi tắm. Tới khi nào mà chán cái điện thoại xong rồi mới quăng xuống. Đó giờ chuyển qua là bên đây giật mặt nè. Giành lộn vậy đó, bên đây chưa nói xong bên đây tức quá. Rồi cho bên đây nói trước. Hồi nãy có mật mí cũng có bị hớ đó. Hai cái từ ăn dụng á. Dạ. Đâu kể nghe một chim cá đi. Thì là đi qua đi lại là cứ cầm đũa gắp miếng qua lại gắp miếng gắp hoài đó, con gái nó lỗ lắm chứ hả. Xào cái gì cũng vậy đó, xào cái gì là nói chung là những cái gì ngon như thịt là gắp hoặc là lên, là chứ còn thịt thì ít mà rau thì nhiều, là coi như là thành xào chay đó. Dạ. Là hèn gì nhìn cái hình nền của em nó cứ ông tông ông teo như thế này rồi gì nữa. Chồng em ghen quá, tại vì ở trong công ty á là chỉ có nam thì nhiều mà chỉ có em một chị trưởng phòng là nữ thôi, rồi ảnh nhắn hết cho mấy anh trong phòng là tránh xa giờ tôi ra không cho chơi chung nữa. Con đi làm thấy ủa sao vô không ai nói chuyện với con hết, y như là con bị cô lập giá. Con mới hỏi xong rồi cái anh kia mới lại mới đưa tin nhắn rồi con không nói hết. Con về nhà con đi thẳng lên trên phòng nằm luôn, xong rồi chồng con mới hỏi có chuyện gì á, xong rồi con mới kêu là im mồm đi, đừng có để tao mất mặt ở công ty nha. Con tức quá con bỏ qua nhà mẹ con luôn. Xong rồi cái con nghĩ là tại vì nhiều khi hai vợ chồng con cãi lộn con quá đáng á, xong rồi con lén con về con coi chồng con như thế nào. Con về con thấy thì chồng con ngủ rất là thoải mái, ngủ chân hình chữ V nữa.
con đóng cửa lại, con quýt con đợi. Xong rồi anh đuổi con đi ra ngoài, xong rồi con tức quá con vô con đập cái cửa kính, xong rồi anh mở cửa ra, con đóng cửa lại, con quýt một trận nữa. Có rồi, ủa chồng có cấp không? Để hỏi hỏi coi chồng có cấp không? Bị quýt gì có cấp không? Dạ không, cứ đứng cho quýnh luôn, kêu quýnh chỗ này nè, chỗ này à, chỉ cho quýnh nè, quýnh chỗ này nè, quýnh đau không cưng? Những cái tát mà chua mặt thì đau, còn những cái mà cũng có lên gối thì là những cái đó là trời, có vụ lên gối. Rồi sao, rồi sao lên gối? Lên gối là nhờ là chân với tay nhanh nhẹn hơn thì chặn được hết, cho nên là không có bị đau về với phần dưới người. Rồi có bao giờ khóc không? Dạ cũng tức, có tức ấm ức lớn. Rồi lúc mình khóc rồi nó có ngưng lại không? Nó vẫn nhào vô nó quýnh tiếp. Cũng có nhào vô quýnh tiếp hả? À? Ôi khóc cũng không tha luôn. Dạ. Nó thương quá. Cái tưởng tượng em là có bao cát luôn à. Trời đúng là thân trai 12 bánh nước rồi. Khi quánh xong một lát á thì tới vợ ngồi lại vợ khóc. Vợ xót. Với lại em suy nghĩ á là giờ vợ chồng là chỉ có người nhịn một tiếng á thì mới qua chuyện, em cũng phải nhịn thôi. Em cho vợ em đánh luôn. Là xong rồi đánh xong rồi bố mẹ có biết không? Bố biết, mẹ biết luôn à. Lúc đó là bố mẹ vợ qua. Bố qua bố kêu là bây giờ hai đứa cứ ẩu đả kiểu này là không có được. Hai đứa không có hiểu nhau, cho nên bố mới khuyên là hai đứa đi tham gia với chương trình Vợ Chồng Son cho cô Hồng Vân khuyên bảo là như thế nào. Trời, vậy là anh chị tin tưởng mình quá vậy mình cũng chút nữa thì mình cũng thấy là mình rất là vinh dự đúng không? Trước khi mà tiếp tục cái câu chuyện với hai cháu á, thì cũng xin cảm ơn anh chị tin tưởng để gửi con em của mình tới tham dự để mà các cháu có một cái định hướng trong cái cuộc sống vợ chồng cùng với chương trình. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thôi bây giờ mình đang chút nữa cô Vân sẽ đúng có lời khuyên dành cho các bạn. Còn bây giờ anh hỏi là cái kinh tế hiện tại là hai đứa là người nào nắm? Dạ kinh tế là em nắm hết. Em nắm. Vậy chỉ cho 10.000 đi làm thôi. 10.000 rồi xài gì, ăn bánh tráng trộn quá trời. Bánh tráng trộn không ăn được nữa. Hèn chi nó ốm quá trời nè. Dạ là ảnh đi làm ở công ty gần nhà. Đi bộ qua khoảng chừng 5 phút là tới à. Mà trưa thì lại ăn ở trong công ty nữa. Nên là con cho 10.000 bỏ túi như vậy thôi để... Là để uống nước thôi hả? Dạ, uống nước. Tại vì lúc trước tiền chồng con nắm hết. Nhưng mà chồng con đi chơi với bạn á, tháng tiêu hết 20 triệu luôn. Con không có cho giữ tiền nữa. Nhưng mà từ ngày vợ giữ tiền thì hai đứa có dư ra không? Dạ cũng có nhưng mà ít à. Rồi bây giờ em mong muốn cái cô vợ bé bỏng này của mình sẽ có thay đổi gì? Lắng nghe em nói và không có bạo lực. Đúng là em cho đánh thiệt nhưng mà em sức chịu đựng thì cũng có giới hạn. Ít ăn dụng lại à. Bây giờ tới bên em. Em chỉ mong là ảnh hiểu cho em. Tại vì trong môi trường làm việc của em á là rất là nhiều con trai, nên là ảnh hiểu giùm em một xíu. Đừng có ghen như vậy nữa. Thậm chí lên công ty á em rất là mất mặt. Với lại chồng em đừng có nhay em suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy. Nhay là em ghét, em cứ làm hoài như vậy đó. Bây giờ chị Vân nói nghe nè, cân đong đo đếm nhận xét nè. Thấy bạn nam rất là chín chắn. Tất cả những cái gì nãy giờ bạn này bạn tâm sự ra là đặc trưng của một đứa con nít mà chưa trưởng thành luôn á. Cho nên là mình sẽ phải làm một bằng một cái hình thức là mình từ từ mình phải cho bạn này thấy cái trách nhiệm của bạn trong cái gia đình là cái gì, để mình phải quán xuyến trong gia đình nhỏ của mình để bạn ấy chín chắn ra. Chắc chắn là phải 1-2 năm nữa chứ không có liền được đâu. Đúng không? Ai biểu là mình lớn, là mình già dặn hơn làm gì. Đúng không? Thì giờ trước hết mình phải làm gương cái điều đó. Đó là về phía nam ha. Còn về phía của cưng, mình có một cái tài sản quý giá như thế này mình phải giữ. Cưng cứ hình dung đi, nếu như hôm mà cưng đánh chồng cưng như vậy, có đánh ngược lại cưng nữa, cưng quánh lại nổi người ta hay không? Đừng bao giờ để vượt cái ngưỡng đó mà để chồng mình động thủ lại với mình là mình lộ. Chứ không ai lộ hết. Đúng không nè? Đúng không? Đó. Trên giờ hai đứa mới còn năm thôi, còn sớm lắm. Cố gắng dung hòa trong cuộc sống nè. Từ từ hãy có con. Sự nghiệp ổn định hết chín chắn rồi hãy có con. Nha. Dạ. Cảm ơn cô Hồng Nhân. Rồi xin cảm ơn hai em nha.